Hello hello, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình nha. Tình hình là mình đã leo lên được top 6 Elandor rồi nhé. Nếu cứ tiến triển như thế này, thì sớm muộn gì thì mình cũng leo lên được top 1 Việt Nam Elandor luôn ấy. Chứ không phải là top bảng xếp hạng thôi không đâu. À quên nói về quá khứ của mình, trước khi mình cũng đã từng đánh tay lên top 1 Elandor rồi nha. Nhưng mà lúc đó búp bẩn nó rất ít, hầu như không có búp bẩn với hack map luôn. Tất cả mọi người đánh tay và chơi kỹ năng với nhau. Chứ không như giờ, giờ cứ 10 trận lại gặp 3-4 trận, chán chả muốn nói luôn ấy. À có bạn nào muốn chơi chung với mình, hay muốn mình kéo danh miễn phí, thì cứ nhắn tin thẳng vô Zalo hoặc Facebook nha. Để mình đưa vô bốc chat kéo danh của mình, hoàn toàn miễn phí nhé. Nếu có thời gian rảnh, thì mình sẽ kéo cho mọi người một thể. Còn giờ thì cùng coi trận đấu ở danh chiến tướng đầu mùa của mình nha. Nhưng mà nói thiệt là mình không có thời gian đánh nhiều thôi, chứ danh chiến tướng này đối với mình vẫn ao trình quá. Giờ thì cùng coi trận đấu để biết thêm cách đánh Elan từ mình nha. À với lại thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình xin một like cũng như một chia sẻ nha. Đó là niềm vui mỗi ngày của mình đó. Thế nên mong mọi người đừng có quên điều này nhé. Giờ thì cùng lên nhạc và xem đến cuối để hiểu hơn cách đánh của mình. Defeated.